Hi, xin chào các bạn. Ở video trước mình đã hướng dẫn các bạn về các biến trong Java. Ở bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn về kiểu dữ liệu trong Java. Thì ở bài trước phần biến trong Java thì mình đã nói qua về kiểu dữ liệu, kiểu chuỗi, kiểu số nguyên, kiểu số thực gì đó. Thì trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết hơn về các kiểu dữ liệu đó. Bài này chúng ta sẽ tìm hiểu qua kiểu dữ liệu là gì, lý do phải có kiểu dữ liệu và phân loại các kiểu dữ liệu. Để học bài này tốt nhất thì các bạn nên xem qua bài biến trong Java, tức là bài trước của bài này nha. Rồi, chúng ta đi vào phần kiểu dữ liệu là gì và lý do phải có kiểu dữ liệu. Đây là phần lý thuyết của nó. Kiểu dữ liệu là tập hợp các nhóm dữ liệu có chung đặc tính, tính cách, quên, bỏ, chữ tính nó có như vậy, cách lưu trữ và thao tác xử lý. Nhờ có kiểu dữ liệu thì compiler nhận biết được kích thước của một biến và khả năng lưu trữ của nó. Lý do phải có kiểu dữ liệu nè. Biến cần có bộ nhớ dành riêng để lưu trữ giá trị. Nghĩa là khi nào bạn khai báo biến, bạn cần dự trữ không gian cho bộ nhớ. Dựa vào kiểu dữ liệu của biến, hệ điều hành sẽ cấp bộ nhớ và quyết định thứ gì có thể lưu trữ ở bộ nhớ đã cho. Như biến có kiểu dữ liệu số nguyên hay số phức hay ký tự thì hệ điều hành sẽ xác định vùng nhớ đó lưu giá trị như thế. Phân loại các kiểu dữ liệu nè. Java thì có hai loại kiểu dữ liệu là các kiểu dữ liệu nguyên thủy hay còn gọi là primitive data types và các kiểu dữ liệu tham chiếu reference types. Primitive data types thì có đến 8 kiểu dữ liệu primitive trong Java. Kiểu dữ liệu primitive đã được đặt ra trước đó và tên nó nằm trong từ khóa của Java. Bây giờ bạn sẽ xem những kiểu dữ liệu đó nè. Kiểu Boolean. Kiểu Boolean là chỉ sử dụng lưu trữ cho hai giá trị true hoặc là false. Mục đích của Boolean thường được dùng cho những câu điều kiện rẽ nhánh. Ví dụ Boolean is done bằng false. Kiểu Byte. Kiểu dữ liệu Byte dùng để lưu trữ kiểu số nguyên có kích cỡ bằng 1 byte hay là 8 bit. Giá trị có thể lưu trữ được nằm trong khoảng từ -128 hay là -2 mũ 7 đến 127, 2 mũ 7 trừ 1, tại vì có số 0 nữa. Ví dụ byte A bằng 100. Rồi, kiểu short. Kiểu dữ liệu short dùng để lưu trữ kiểu số nguyên có kích cỡ bằng 2 byte. Tính lại, cái này là bạn chỉ việc nhớ những cái thằng này nè, short, 2 byte, phạm vi. Vậy thôi, tức là mỗi kiểu dữ liệu các bạn chỉ cần bận tâm những chuyện như là nó tên gì để mà cách sử dụng, để mà sử dụng nó, nó lưu trữ bao nhiêu byte, thì từ cái byte đó nó tương ứng với phạm vi bao nhiêu. Được chưa? Đó. Kiểu int là kiểu lưu trữ số nguyên 4 byte là 32 bit, giá trị là trừ 2 tỷ mấy đó, cho tới 2 tỷ mấy đó, là trừ 2 mũ 31 đến 2 mũ 34 1. Kiểu long, kiểu này cũng lưu trữ kiểu số nguyên luôn và kích cỡ là 8 byte gấp đôi kiểu int. Gấp đôi kiểu int thì thành ra cái mũ của nó cũng sẽ phải tăng lên. Được chưa? Giá trị cần có chữ L phía sau. Ví dụ như long A bằng 100100L. Float là kiểu dùng để lưu trữ số thực có kích cỡ là 4 byte. Ha, và phải có chữ F phía sau, 2.51F. Triple là kiểu để lưu trữ số thực nhưng mà bằng 8 byte. Được chưa? Cuối đó là có chữ D hoặc không có. Kiểu tra là kiểu dữ liệu dùng để lưu trữ ký tự, ví dụ như là A, B, C, tức là những ký tự A, ký tự B, ký tự C gì đó trong bảng ASCII. Ha. Bản chất tra lưu trữ code Unicode nhưng khi lại hiển thị thì lại ra ký tự ứng với mã đó. Giá trị có thể lưu trữ nằm trong khoảng từ U0000 đến UFFFF. Ví dụ đây là bảng trước ký tự Unicode. Nhìn nó hơi rối đúng không? Nhưng từ từ các bạn sẽ quen. Rồi, khi ta khai báo tra A bằng A thì bộ nhớ sẽ lưu mã Unicode là U0102. Kiếm rồi. Này đúng không? Không liên quan gì lắm ha. Không liên quan gì lắm ha. Rồi. Tiếp là tới reference types. Kiểu dữ liệu tham chiếu là kiểu dữ liệu của đối tượng. Biến của kiểu dữ liệu tham chiếu chỉ chứa địa chỉ của đối tượng dữ liệu tại bộ nhớ stack. Một lưu ý,
Đối tượng dữ liệu lại nằm ở bộ nhớ heap. Đọc chỗ này phải đọc kỹ lại nè. Kiểu dữ liệu tham chiếu là kiểu dữ liệu của đối tượng. Ok, cắt khúc này ra. Biến của kiểu dữ liệu tham chiếu chỉ chứa địa chỉ của đối tượng dữ liệu tại bộ nhớ stack. Tức là biến đó sẽ chứa cái địa chỉ của cái đối tượng đó và nó đang nằm ở stack. Còn dữ liệu của cái thằng đối tượng đó nó lại nằm ở heap. Một số kiểu dữ liệu cụ thể như các mảng array, lớp đối tượng class hay kiểu lớp giao tiếp là interface. Như vậy trước cây team đã nói qua với kiểu string, bản chất string là một mảng lưu trữ nhiều ký tự tra. Việc khai báo string name bằng cây team có thể diễn đạt như thế này. String A bằng cây team như thế này. Thì stack là lũ này, thằng A này nó lưu cái địa chỉ và địa chỉ này đang nằm ở stack. Còn giá trị cây team này nó nằm ở heap. Được chưa? Thì kiểu dữ liệu này cây team sẽ giải thích cụ thể ở nhiều bài sau. Đó, để giới thiệu qua cho các bạn về kiểu dữ liệu trong Java. Như vậy là sau bài. Bài sau cây team sẽ giới thiệu cho các bạn về các hạng toán tử trong Java. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết. Hãy để lại bình luận hoặc góp ý của mình để phát triển bài viết tốt hơn. Đừng quên luyện tập, thử thách, không ngại khó. Cảm ơn các bạn. Để ủng hộ cây team, các bạn có thể tìm kiếm channel YouTube của cây team bằng cách gõ từ khóa cây team lên YouTube. Bạn sẽ thấy channel nằm ngay đầu. Hãy nhớ subscribe channel để nhận được thông báo mới nhất. Các bạn có thể like các video mà các bạn thấy hay để cây team có động lực và biết rằng cây team đang làm tốt. Các bạn có thể lại lại bình luận như là hoặc là các bình luận đóng góp, góp ý để cây team càng ngày càng phát triển hơn, củng cố các bài học tốt hơn. Các bạn có thể tìm kiếm tài liệu và website chính thức của Havi Team, đó là havi.com. Bạn gọi .com sẽ tự động chuyển về VN thôi. Đó, ở đây các bạn có thể vào phần khóa học lập trình chẳng hạn. Các bạn có thể tìm khóa học lập trình C#.net chẳng hạn. Trong đây sẽ có rất là nhiều khóa học cho các bạn tìm kiếm. Các bạn học rất là nhiều. Rồi thử vào một khóa. Mỗi khóa học đều sẽ có video nhúng nếu như có video bên YouTube. Và trong mỗi khóa học nếu có code, đội ngũ Cater sẽ đưa code lên ngay trên đây để các bạn có thể dễ dàng copy. Các bạn có thể mở rộng ra để xem code rất là dễ dàng. Có hình ảnh, demo, ví dụ, bài tập nếu có, rất đầy đủ. Và đồng thời có cả tài liệu và source code ở những bài hướng dẫn này. Rồi, các bạn hoàn toàn có thể lướt quảng cáo khi nhìn thấy cũng được, đó là tùy ý. Nếu các bạn có bất kỳ câu hỏi nào muốn hỏi đáp, các bạn hãy vào chức năng hỏi đáp. Rồi đặt câu hỏi ở đây, chẳng hạn nhấn tiếp tục. Chọn chủ đề bạn cần. Viết tiêu đề của bạn, giả sử như là cách đọc source file trong C#. Rồi đưa ra cái vấn đề cụ thể của các bạn, code demo hoặc hình ảnh để mọi người có thể dễ dàng nắm thông tin hơn. Nhớ chọn thẻ tương ứng với ngôn ngữ mà các bạn chọn hoặc vấn đề của các bạn chọn và nhấn tạo câu hỏi mới. Nếu bạn cần tài liệu hoặc có tài liệu muốn chia sẻ với mọi người, với cộng đồng, các bạn có thể vào chức năng tài liệu, tìm tài liệu ngay tại đây, có tìm kiếm nâng cao và tìm kiếm theo từ khóa rất là dễ dàng. Bạn hoàn toàn có thể tạo tài liệu tại đây rất là dễ dàng luôn. Đó, có hướng dẫn sử dụng, cứ việc cuộn và cuộn thôi. Rồi nếu bạn muốn đóng góp cho cái team, bạn hoàn toàn có thể vào phần đóng góp. Ok, nếu bạn muốn tham gia hoạt động trên group Facebook, bạn hoàn toàn có thể dễ dàng truy cập vào bằng cách group.havyteam.com. Nó sẽ vào group Facebook. Ok, tại vì group này không đổi tên được nữa nên khá là khó. Đây chính là group chính chủ. Bạn có thể tìm fanpage của cây team rất là dễ dàng. Bạn có thể tìm fanpage Happy Team ngay tại đây, nó sẽ loại ra luôn. Đây chính là fanpage chính chủ của Happy Team chúng ta. Rồi, nếu có bất kỳ phản hồi nào, các bạn có thể hoạt động bên Facebook, bên website, bạn có thể nhắn tin vào fanpage, bạn có thể nhắn tin vào trên YouTube. Chúng ta, Cater đều sẽ rất là sẵn lòng để hỗ trợ các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn.